Vâng, chào các bạn. Hôm bây giờ này là gần 10 giờ tối rồi. Buổi tối thứ sáu cuối tuần rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và hôm nay là gần 10 giờ tối rồi. À, giờ này là 10 giờ kém 10. Và giờ này mình mới live stream cho các bạn được. Hẹn 9 giờ rưỡi nhưng mà giờ này mình mới vừa về nhà. Tối nay mình có lớp. Nên giờ này mới lên live stream cho các bạn được. Và các bạn nào đã lần đầu tiên biết mình thì các bạn làm quen với mình đi. Vào làm quen với mình, giới thiệu, nói về mình. Tối hôm nay chúng ta chia sẻ chủ đề rất là đặc biệt, đó là 10 bước để giữ mình luôn đi đúng hướng. Phần lớn là chúng ta mong muốn mà đi cái hướng đó, mong muốn vào mục tiêu đó, nhưng mà chúng ta lại bị trật cái mục tiêu đi. Chúng ta đi bị chệch hướng đi. Chúng ta đi một hồi, chúng ta đi lăng tăng, chúng ta đi bú xua đó, rồi cuối cùng chúng ta không có đạt được gì hết. Vâng, và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn làm quen với mình, các bạn comment xuống và làm quen với mình. Và sau khi mình xem xong cái live stream này á, thì mình mới như thế nào à? Mình mới bắt đầu mình kết nối, mình làm quen lại các bạn. Nên là chúng ta có cơ hội để chúng ta làm quen với nhau. Và các bạn giới thiệu về mình đi. Thứ nhất là các bạn giới thiệu họ tên về mình. Không biết thì chúng ta sẽ biết nhau, giới thiệu chúng ta sẽ biết nhau. Rồi những người ngồi ở đây này sẽ biết về các bạn. Mình mới vừa đứng lớp về, 9 giờ hơn mình mới đứng lớp ra, rồi từ nhà chạy về nhà. Và đói bụng quá mình mới vừa ăn nhanh vội chén cơm thôi. Và bây giờ bắt đầu mình mới live stream tiếp. Vậy tối nay mình có lớp. Ok. Và tối hôm nay cái chủ đề hôm nay rất là đặc biệt. Và bây giờ các bạn bắt đầu cái chủ đề bằng cách là các bạn giới thiệu về mình. Các bạn ở khu vực nào, vùng miền nào. Ở Đà Nẵng thì nói ở Đà Nẵng, ở Gia Lai thì nói ở Gia Lai, ở Cao Bằng thì nói ở Cao Bằng, để mọi người cùng biết, để mọi người cùng nhau biết, rồi cùng nhau làm quen. Ngoài cái việc xem live stream, chúng ta học cái buổi tối online khắp mọi miền đất nước này thì chúng ta còn quen biết nhau nữa. Nên là các bạn hãy giới thiệu rõ ràng về các bạn đi. Chào bạn Nguyễn Quyền. Ok, chào bạn Võ Quang Thực ở ngoài Quy Nhơn. Ok, lâu quá chưa gặp em. Và sẽ 100 bạn sẽ 100 bạn đang online xem, thì mình sẽ bắt đầu mình đi vào cái chủ đề chính. Nó là để giúp mà nhanh lên 100 bạn. Thì các bạn như thế nào? Các bạn hãy chia sẻ lên, mời bạn bè mình vào, nó sẽ hữu ích hơn. Ok chưa? Và các bạn đưa cái tốc độ nhanh lên. Còn cái bạn nào mà rảnh mà tự nhiên thả tim rồi gì quá trời vậy, ok chưa? Thầy gửi em 2 quyển sách. Ok, cảm ơn bạn Thanh Trần. Ngày mai các em nó sẽ phụ trách, nó gửi cho các bạn, ok chưa? Và các bạn chuẩn bị tài liệu, sách vở, để chúng ta tối nay là chúng ta học tới 11 giờ. Ok, 11 giờ. Các bạn chuẩn bị tài liệu đi, sách vở để chúng ta ghi vào. Và chúng ta sẽ học liên tục tới 11 giờ đêm nay. Và tối nay tối thứ sáu cuối tuần mà, ngày mai mình còn đứng lớp. Các bạn ngày mai các bạn ngủ cho tới sáng, tới 9 giờ sáng các bạn mới dậy mà. Ngày mai mình còn đứng lớp cả một ngày nữa, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối của cái lớp đào tạo và huấn luyện nhân viên. Nên là các bạn rất là thoải mái mà. Ok. Và nó sẽ tăng lên 100 người. Và tăng lên 100 người thì mình sẽ chia sẻ vào cái chủ đề chính liền. Và cái chủ đề hôm nay các bạn có nhớ là đây là chủ đề gì không ạ? 10 cách để giúp cho bạn đi đúng hướng. Nhiều lúc các bạn muốn ra kinh doanh mà các bạn đi một hồi cái các bạn đi trật hướng. Các bạn không phải đi làm kinh doanh, các bạn đi làm kinh doanh đa cấp mà các bạn cứ tưởng là các bạn đi làm kinh doanh. Ok chưa? Và bây giờ mình có một phút mình giới thiệu về mình, mình quảng cáo về mình trước khi mình đi vào chương trình chính. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bi Training tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã lập năm 2009, cho tới bây giờ nó cũng đã được 9 năm rồi. Và 5 giờ dậy thầy ơi. Vâng, ok chưa? Và như thế nào ạ? Và hiện tại thì mình hàng ngày thì mình đi đứng lớp, mình có những cái lớp học. Tối hôm nay là cái chương trình BBBot thứ 15, hơn 50 bạn đứng lớp để chia sẻ cái cách, cái con đường làm kinh doanh. Và mình là cái tác giả của 3 cái quyển sách này. Quyển sách thứ nhất là quyển sách Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là Bì Dân Đồ Quay. Những cái quyển sách này hiện tại đang bán đang rất là chạy. Cái quyển Bì Dân Đồ Quay là bán ở bên Mỹ, ok chưa? Quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi là hiện tại bán tại Việt Nam. Và mình đang có một cái chương trình, bạn nào mà mua hai cái quyển
Việt Nam này thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group riêng. Mình sẽ chia sẻ về kinh doanh sâu hơn, sẽ tìm hiểu kinh doanh sâu hơn. Và tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước này, các bạn đều có thể sở hữu hai cái quyển sách này một cách rất là dễ dàng bằng cách các bạn comment xuống, các bạn nói là tôi muốn mua hai cái quyển sách này. Và cái số điện thoại của các bạn thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và sau đó sẽ được add các bạn vào một trong cái group riêng. Và trong cái group đó các bạn sẽ hỏi mình những cái chia sẻ chuyên sâu hơn về kinh doanh. Còn ngoài live stream này thì chủ yếu mình chia sẻ giúp cho các bạn phát triển bản thân hơn. Ok các bạn ơi, nếu mà ok rồi thì các bạn sẵn sàng để sở hữu hai cái quyển sách này. Và bạn nào đó mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment xuống và để chúng ta làm quen. Sau khi xong live stream này thì mình sẽ kết nối với các bạn. Ok, và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì các bạn nói là sẵn sàng rồi. Và bây giờ bắt đầu mình đi vào chính cái chủ đề chính. Bạn Lê Hà, vậy em chào thầy và các bạn. Em ở Nghệ An và hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok, cảm ơn bạn Lê Hà, rất là vui. Chào bạn, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh này thì bạn muốn kinh doanh thì bạn hãy đăng ký đến trung tâm của Bitraining các bạn học. Hiện tại thì các lớp học cơ bản của Bitraining thì chúng ta học hoàn toàn miễn phí, các bạn sẽ không tốn cái đồng nào hết. Chừng nào các bạn học nâng cao thì các bạn mới đóng một ít phí. Cái phí đầu tiên các bạn đóng là 500.000 là cái lớp nâng cao. Ok, nó là các bạn nào quan tâm đến học kinh doanh thì các bạn comment xuống và các bạn nói là em muốn học kinh doanh. Ok chưa? Và bạn Lê Hà hình như là bạn đang comment. Hình như là bạn đang comment theo cái kiểu auto ha. Hình như bạn cấp bát cứ mấy tin cái bạn comment một lần, bạn làm như vậy thì có lẽ là hình như là bạn đang có cái ý đồ gì rồi. Nếu mà bạn mà có cái ý đồ gì muốn kết nối với các bạn gì rồi thì bạn không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Ok không bạn Lê Hà ơi? Vâng, và bây giờ đầu tiên, cái bước đầu tiên mình sẽ gửi đến các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi các bạn comment xuống mà nói sẵn sàng. Là xem live stream mình là phải như thế nào ạ? Phải comment xuống, phải ghi, phải làm liên tục thì nó mới tuyệt vời được. Ok chưa? Và bước đầu tiên là chúng ta đi bộ. Để chúng ta luôn giữ mình đi đúng hướng, đi đúng mục tiêu. Thường thường thì các bạn muốn đi đúng mục tiêu. Các bạn nào mà muốn học thì các bạn comment và cho số điện thoại xuống. Ok, nhân viên mình sẽ gọi. Các bạn phải đi đúng mục tiêu. Để đi đúng mục tiêu thì cái bước đầu tiên là chúng ta hãy tập cái thói quen đi bộ. Thứ nhất là chúng ta tập một cái thói quen đi bộ. Ok chưa? Và chúng ta đi bộ. Bước một là chúng ta đi bộ. Để giữ mình luôn hướng đầu tiêu thì nó có một cái cách rất là đơn giản. Là tập đi bộ, ghi vô. Bước một là tập đi bộ. Nghĩa là chúng ta bắt đầu mỗi ngày, hoặc là buổi tối, hoặc là buổi sáng, chúng ta có thể chạy lớp sub. Bản thân mình cũng chạy lớp sub. Nghĩa là mình đi tiến về một cái mục tiêu đó. Ví dụ mỗi sáng thì mình hay set up là mình chạy 3 vòng quanh cái công viên, cái khu của mình ở. Hoặc là có bữa mình đi bộ nhanh. Ok chưa, ngày mai không gặp được thầy rồi. Ok, tại sao vậy bạn Duy Công nhỉ? Ok, bạn Tuấn Đặng Ngọc, bạn nói là sách 5 xu hay quá. Ok, Vượt Biển Lớn là một trong những quyển sách rất là hay. Tuy nhiên cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi còn hay hơn nữa, bạn Đặng Ngọc Tuấn ơi. Ok. Em chào thầy ạ. Mấy nay em đi duyệt đội ngũ, không có thời gian lên xem thầy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tập đi bộ, một trong những cách rất là hay là tập đi bộ, nghĩa là chúng ta đi về một hướng thì mình luôn xét là 3 vòng thì mình phải chạy lớp sub vòng thứ nhất, rồi mình phải nỗ lực mình chạy vòng thứ hai, rồi mình nỗ lực mình chạy vòng thứ ba. Và cái việc mà luôn đi bộ đó hoặc là tập chạy bộ đó mỗi ngày đó, nó luôn giữ cho cái con người của chúng ta, cho cái suy nghĩ của chúng ta nó tập trung vào mục tiêu và nó luôn liên tục đi đến cái mục tiêu đó. Ok chưa? Chào bạn Như Ái Lê, bạn ở Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ok, mình cũng thỉnh thoảng mình xuống dưới Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ok, chào bạn Nguyễn Thanh Thủy. Ok chưa? Chào Thanh Thủy Bùi. Ok chưa? Nên nó như thế nào ? Nên là các bạn như thế nào? Các bạn phải tập trung vào mục tiêu là cái moment đi bộ đó. Ok, bạn vừa chạy, bạn vừa tập trung vào mục tiêu mà nó vừa giúp cho các bạn suy nghĩ, và chính cái moment chạy đó chúng ta luôn bám vào mục tiêu đó thì nó giúp cho chúng ta định hình trong con người của chúng ta là chúng ta luôn đi
đúng hướng. Hình như thầy hết nói cà lâm rồi, thầy nói hay quá. À, vẫn luôn cà lâm bạn Thanh Thủy ơi, à, vẫn như cà lâm như ngày nào, nhưng mà nói hoài nói nhiều thì nó đỡ cà lâm hơn vậy thôi chứ không có gì hết á. À, còn cà lâm thì thực sự là nó vẫn cứ cà lâm hoài, những lúc mà cần nói cái gì mà nhanh cái tự nhiên mình cũng cà lâm. Ok, cảm ơn bạn Thanh Thủy rất nhiều, bạn nhớ mình cà lâm hay lắm, ok chưa? Vâng, vậy thì cái bước đầu tiên là chúng ta tập cái thói quen này mỗi ngày, có thể là buổi sáng sớm hoặc là có thể là buổi tối, thậm chí mình có bữa mà buổi tối khoảng 10 giờ rồi các bạn, mình mới ra mình chạy bộ lốp xốp, mình chạy mình bám vào theo cái mục tiêu của mình. Và đó là lý do vì sao mà các bạn thấy bạn nào mà quen với mình á thì các bạn thấy là mình luôn luôn như thế nào mình luôn tập trung vào mục tiêu mình ghê lắm, mình làm việc mình. Và bạn nào mà hay chơi với mình á thì các bạn cũng như thế nào cũng luôn 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 là bị hút theo mình, luôn bám theo mục tiêu. Nó là một trong những kỹ năng rất là quan trọng, là chúng ta phải luôn như thế nào bám theo mục tiêu. Và để bám theo mục tiêu được thì chúng ta luyện cái thói quen đi bộ hoặc là chạy bộ, chạy lốp xốp, và chạy theo một cái moment đó, chạy đều moment đó. Nó giúp cho con người chúng ta hình thành nên cái tính cách đó. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn ghi xuống và bạn nói rằng là điều này rất là tuyệt vời. Ok, ghi xuống và nói điều này rất là tuyệt vời. Và các bạn cũng có thể ghi xuống, các bạn nói là tôi học được rất là nhiều điều từ cái vấn đề này. Ok, ghi xuống, comment lên. Ok chưa? Vâng. Và cái thứ hai là cái gì ạ? Chúng ta cần phải có tính thi đua. Ghi vô, cái bước thứ hai các bạn ghi vô. Các bạn nào mà xem livestream mình thì các bạn vừa xem và các bạn vừa ghi thì tự nhiên các bạn mới có năng lượng và các bạn nhớ luôn. Và các bạn nào mà hồi nãy giờ cứ bấm tim hoài thì các bạn đừng có bấm tim nữa, để mọi người tập trung. Các bạn bấm tim hoài thì các bạn sẽ không có tập trung và mọi người cũng sẽ không có tập trung. Ok chưa? Hạn chế bấm tim đi. Thay vì bấm tim thì các bạn cứ comment. Ok chưa? Các bạn đừng cứ bấm tim đi cho nó mệt. Và bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ. Bởi vì sao? Các bạn chia sẻ về cho nhà bạn, thứ nhất là các bạn nhớ, cái thứ hai là bạn có dịp xem lại, và cái thứ ba, bạn Nguyễn Xuân Trường nói ok, thầy dạy hay quá, bữa nào cà phê nhé thầy ơi. Tại sao phải cà phê nha? Cà phê thì mình ít khi mình cà phê lắm, thời gian của mình quý lắm bạn Trường ơi. Ok chưa? Thường thường mấy người rảnh mới cà phê, chứ còn mình thì mình lên cái lịch rất là kín. Mình rảnh thì mình như thế nào mình viết sách, hoặc mình rảnh nữa thì mình tập hợp các bạn lại để mình chia sẻ cho các bạn như thế nào cái cách làm kinh doanh. Chứ rảnh mà ngồi cà phê ngao ngao thì thôi, mình không thích cái phong cách đó đâu. Chỉ mấy ông rảnh không biết làm gì mới đi cà phê thôi. Cái thứ hai comment xuống đó là cái sự thi đua. Cái sự thi đua, nếu mà bạn làm một mình bạn á thì hầu như là bạn dễ nản cái mục tiêu, dù vẫn biết rằng chúng ta cần phải bám theo cái mục tiêu đó, nên là chúng ta cần phải có sự thi đua. Các bạn thấy một cái cuộc chạy mà tự nhiên bạn chạy có một mình bạn á, bạn thiếu đi cái sự thi đua. Nhưng mà chạy mà chúng ta chạy hai người á thì chúng ta rất là gì, chúng ta rất là nỗ lực. Ok, chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện, tối nay em học đến 11 giờ. Đúng rồi, phải học tới 11 giờ bạn Mạnh Thiện ơi. Ok chưa? Chúng ta phải học như vậy thì tư duy chúng ta nó mới mở mang ra. Các bạn có nhận ra điều này không? Cho em hỏi thứ nhất là gì ạ? Ok, em vào muộn thì em xem trên cái comment á. Em xem trên cái comment á, mọi người ghi rồi. Ok, bạn Nguyễn Phú không? Thì trên hành trình á, mà chúng ta đi về đích á, mà chúng ta chỉ có một mình á, thì các bạn thấy chúng ta chán lắm. Chúng ta chán liên tục luôn. Nên chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải bám vào mục tiêu. Ok. Tuy nhiên, chúng ta bám vào mục tiêu nó như thế nào ạ? Ô bạn Thanh Trần, cái tính em lại nóng nảy rồi. Hãy bình tĩnh, làm gì cũng hãy bình tĩnh. Mình tương tác cho từng người, ví dụ em nói này, mình cũng phải tương tác cho em. Ok chưa? Chứ không có phải là vừa học vừa nói chuyện vừa tương tác. Ok chưa? Đừng cứ mà chăm học không thì nó cũng không có tốt đâu. Cứ relax, cứ thoải mái. Internet chập chờn nghĩa là cái internet ở nhà bạn nó bị chập chờn. Ok chưa? Em chào thầy, em đồng ý phải luôn thi đua mới giúp hào hứng được. Đúng rồi, chúng ta phải luôn thi đua. Và cái việc thi đua đó nó không những thế mà nó như thế nào bạn nào thả tim nhiều quá thì chúng ta ít thả tim đi các bạn ơi. Thi đua thì nó như thế nào?
cái bạn đồng hành thi đua chúng ta, họ nhiều lúc họ lại giúp đỡ ta, họ lại tương tác ta, họ lại như thế nào ạ? Họ đi về phía trước và nó giúp cho chúng ta nó như thế nào ạ? Dễ song hành hơn, và nó giúp cho ta có năng lượng hơn, và nó giúp cho chúng ta khát khao nhiều hơn, và nó giúp cho chúng ta như thế nào ạ? Cái hành trình đi nó không bị đơn độc. Nếu các bạn mà không thi đua thì cái thiếu một cái người thi đua đi với mình thì tự nhiên cái hành trình đi nó đơn độc lắm. Các bạn nhận ra điều nào không ạ? Nó là cần phải có cho mình những người bạn đồng hành. Ok, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng bạn. No, cái bạn quỳ bùi nữa. Muốn đi nhanh, đi một mình làm sao đi nhanh được? Đi một mình là đi tầm bậy lắm. Ok chưa? Mình không nghĩ là đi nhanh là đi một mình. Muốn đi nhanh là đi với thầy. Ok chưa? Muốn đi xa thì đi với những người bạn cùng chí hướng, chứ không phải là đi với bạn, đi với mấy bạn mà không đồng cùng chí hướng, nó kéo mình lại chứ. Ok chưa? Và muốn đi sâu, muốn đi xa là đi với đối thủ, là đi những người thi đua với mình. Ok chưa? Ok không bạn Mạnh Quyền ơi? Đi một mình không thể đi nhanh, đi một mình đi chậm, đi tầm bậy chứ sao đi nhanh được. Cái câu đó là cái câu không có phù hợp. Cái câu đó là cái câu dành cho những người không có trải nghiệm. Những người mà họ có trải nghiệm á, họ biết rằng muốn đi nhanh là đi với thầy. Ok chưa? Bởi vì sao? Nếu từ đây mà bạn đi ra Nha Trang mà bạn chưa biết đường đi, mà bạn đi một mình thì bạn đi được cái gì? Chỉ có mà đi lạc. Ok chưa? Nó là chúng ta muốn đi nhanh là chúng ta phải đi với người thầy, là người đã đi trước rồi, người đã có kinh nghiệm thì chúng ta mới đi nhanh được. Cái thứ hai, muốn đi xa là chúng ta phải đi với ai à? Đi với những người bạn cùng chí hướng. Chúng ta sẽ có những người bạn họ rất là dơ, họ luôn cản trở chúng ta, họ không có cùng chí hướng với chúng ta. Muốn đi nhanh là chúng ta, muốn đi xa là chúng ta đi những người bạn. Ok chưa? Những người bạn gì ạ? Những người bạn cùng tầm nhìn, ủng hộ tầm nhìn của chúng ta, họ luôn khuyến khích chúng ta, thì những người đó mới giúp cho chúng ta đi nhanh được, đi xa được. Ok chưa? Và muốn đi sâu hơn, đi cao hơn thì chúng ta phải có sự ganh đua, phải có những người ganh đua với chúng ta thì chúng ta mới đi tốt được. Ok chưa? Đó là cái câu nói mà mình đúc kết ra được trong cái cuộc sống của mình. Còn nói mà đi nhanh là đi một mình là cái câu của những người không có kinh nghiệm nói cho có. Ok chưa? Và các bạn nào thấy tuyệt vời thì các bạn nói xuống. Ok chưa? Và bạn nào mà lần đầu tiên ok chưa, mà làm quen với mình, biết mình, thì các bạn hãy comment xuống. Và sau khi xem livestream này thì mình sẽ kết nối với bạn. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về gì? Về cho những người bạn của bạn, họ biết về, họ xem được thì họ như thế nào, họ cũng thay đổi đi. Ok chưa? Thì bạn đã gieo một cái nhân duyên tốt rồi. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Hồi nãy giờ mình nói cái thứ nhất là cái gì ạ? Là chúng ta đi bộ, hoặc là chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta chạy bộ. Cái thứ hai là chúng ta phải như thế nào? Chúng ta tìm gì ạ? Tìm gì các bạn ơi? Tìm gì ạ? Tìm những người để có cái sự thi đua. Thi đua. Ok chưa? Và cái thứ ba. Ok, cảm ơn bạn Mạnh Quyền. Nhờ em nói cái câu đó mà mình mới có cơ hội mình giải thích. Thầy chỉ em chỗ lấy nước mắm sỉ ở đâu. Ok, em lên mạng em tìm anh Huy là lấy nước mắm. Ok, thầy nổ rất lửa hả? Mình nổ hả? Bạn gì đó nói mình nổ. Hả? Ok chưa? Anh Duy khỏe không ạ? Ok, mình khỏe bạn. Ok chưa? Lúc nào lên em cũng hỏi cái câu đó, khỏe mới livestream được, nên hỏi câu đó nó thừa rồi. Ok chưa? Hỏi là lúc này anh chia sẻ như thế nào, chứ hỏi khỏe không? Không khỏe sao livestream được? Ok chưa? Rồi, chúng ta lại tiếp tục ghi vô. Cái thứ ba là chúng ta tập cái thói quen trồng cây. Ok chưa? Trồng cây, trồng cây cảnh á. Ok chưa? Bởi vì sao? Khi mà các bạn trồng cây á, các bạn luyện được một cái tính cách rất là hay. Một cái ngày đầu tiên á, cái ngày đầu tiên bạn trồng cái cây á, bạn phát hiện ra cái gì không ạ? Nó nhỏ xíu như vậy nè, rồi mỗi ngày bạn tưới nước một chút xíu và bạn thấy nó lớn lên một chút xíu, bởi vì cái cây nó lớn chậm lắm. Cái cây nó lớn rất là chậm. Ok chưa? Và con người của chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng lớn rất là chậm, chúng ta phải theo năm tháng chúng ta mới lớn lên được.
và các bạn cứ chăm sóc nó kỹ thì các bạn thấy mỗi một ngày nó lớn lên một chút xíu. À ok, mỗi một ngày nó lớn lên một chút xíu, mỗi ngày nó lớn lên một chút xíu, mỗi ngày nó lớn lên một chút xíu. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và chính cái việc trồng cây đó nó giúp cho các bạn gì à? Nó giúp cho cái bạn gì à? Có một cái thói quen rất là tuyệt vời, nghĩa là mỗi ngày chúng ta làm một chút xíu và chúng ta bám vào mục tiêu của mình. Ok chưa? À, nó là những người mà họ trồng cây cảnh đồ, các bạn thấy chưa? À, những người họ chơi cây cảnh đó, là họ rất là kiên trì. À, một cái cây hoa thôi mà họ chăm sóc ra rất là nhiều năm tháng, và thế là họ có một cái gì? Họ có cả một cái vườn hoa và họ có rất là nhiều chậu hoa rất là đẹp. Chúng ta cần phải có thói quen mua cây về chơi cây và chăm sóc cây cảnh, ok chưa? Và mỗi ngày chúng ta tưới nó và chúng ta làm cho nó lớn lên, thì cái đó là cái điều mà nó giúp cho chúng ta có một cái moment trong người là chúng ta luôn bám vào mục tiêu của mình. Bạn anh dùng ra điều này chưa? Chúng ta luôn luôn bám vào mục tiêu của mình. À ôi trùng hợp quá, con trồng cây hướng dương được vài ngày thấy nó lớn lên vui lắm. Ok bạn Trương rất là hay, đúng rồi. Và em hãy trồng những cái cây A, cây B, cây C nữa, và em cũng có cảm giác rất là vui. Đặc biệt là em trồng hoa lan, em tưới hoa lan và mỗi ngày em thấy nó ra hoa, nó nở hoa thì em thấy nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn chia sẻ livestream này về nhà mình đi. À, và các bạn mời bạn bè mình vào cùng xem cái livestream này. Ok, chào bạn Phạm Thái Ân. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Hùng. Ok, em mới đi Beatbox, bây giờ em về em xem luôn hả? Thầy kiên cường quá. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nên là chính những cái thói quen đó nó giúp cho chúng ta gì? À, bám vào mục tiêu. Vậy hồi nãy giờ mình nói thói quen thứ nhất là thói quen gì? Các bạn comment xuống. Thói quen thứ hai là thói quen gì? Các bạn comment xuống. Thói quen thứ ba là thói quen gì? Các bạn comment xuống. Ok chưa? Thực sự những cái công việc nhỏ đó, các bạn hiểu chưa? À, những cái công việc nhỏ đó, những cái công việc nhẹ nhàng đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được con người của chúng ta. Và khi chúng ta thay đổi được con người của chúng ta thì tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ thay đổi. Những hành động nhỏ, những thói quen nhỏ, nó sẽ góp phần làm ra những cái kết quả lớn. Các bạn hiểu chưa? Chứ không phải là chúng ta làm việc lớn nó tạo ra kết quả lớn đâu. Những việc nhỏ, những hành động nhỏ, nó sẽ giúp cho chúng ta ra việc lớn. Bạn Trần Trung Tính, em trồng xương rồng thú vị lắm thầy. Ok. À, nói chung tìm một cái để làm nó đều rất là thú vị. Ok chưa? Cái thứ tư, cái thứ tư các bạn ghi vào. Ok chưa? Cái thứ nhất là gì, cái thứ hai là gì, cái thứ ba là gì? Ok, bây giờ cái thứ tư là các bạn tập nấu ăn. Ok, tập nấu ăn. Tại sao tập nấu ăn? Nó lại giúp cho chúng ta có đúng hướng. Ok chưa? Bởi vì nấu ăn nó có một cái là chúng ta thực sự muốn tổ chức một cái bữa nấu ăn ngon, chúng ta cần phải có một cái kế hoạch từ A to Z. Thực sự là cái môn nấu ăn nó giúp cho chúng ta có một cái kế hoạch từ A to Z, nghĩa là chúng ta phải tính toán được, trước đó chúng ta phải tính toán được là chúng ta nấu những món gì. Ok chưa? Nên là bắt đầu từ giờ các bạn xung phong, các bạn nấu ăn trong gia đình đi. Thứ nhất là chúng ta phải tính toán được chúng ta phải nấu được những cái món gì. À các bạn thấy chưa? Rồi sau đó bắt đầu chúng ta mới lên kế hoạch tài chính. Ok, là chúng lên cao tài chính là khoảng bao nhiêu tiền. À, và cái tiếp theo đó là chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta mới đi ra chợ, đi siêu thị, chúng ta mua, các bạn không? Chúng ta phải có một cái list. Các bạn chưa? Chúng ta mới bán được toàn bộ rau rác, đồ ăn, ok, tất cả mọi thứ nó như thế nào ạ? À, theo đúng một cái plan các bạn đã vẽ ra đó. À, các bạn có nhận ra điều này chưa? À, và sau đó bạn về nhà. À, bạn lặt đồ rau đồ ra, à, làm cá đồ ra, rồi bạn phải biết tính toán cái gì chúng ta nấu trước, à, cái gì chúng ta nấu sau, ok, cái gì bỏ thời gian lúc nào. Thì cái nghệ thuật ở đây là làm sao chúng ta tổ chức được cái công việc từ A tới Z. Và cái thói quen đó mà nếu mà bạn nghiệm ra được cũng chính là cái thói quen đó chúng ta làm trong kinh doanh, và cũng đó là cái thói quen đó chúng ta làm được rất là nhiều việc trong cuộc sống này. À, bởi vì cái việc nấu ăn nó giúp cho các bạn focus được cái công việc từ A tới Z luôn. Và các bạn thấy không ạ? Cái việc mà chúng ta nấu được một nồi canh ngon, đó là cả là một cái nghệ thuật rất là tuyệt vời. À, đúng rồi, chúng ta cần phải có một cái tư duy, kế hoạch và hệ thống từ A tới Z thì chúng ta mới nấu được cái nồi canh ngon. À, bạn nhận ra điều này chưa? Và các bạn biết, cái việc nấu một nồi canh ngon đó là một cái nghệ thuật tuyệt vời.
Vì sao mà nói đó là một cái nghệ thuật tuyệt vời? Bây giờ các bạn hình dung này, các bạn hình dung nha, cùng là cá, cùng là nước, cùng là các loại rau, ok, cùng cái bếp, cùng cái nồi, à, các bạn thấy chưa? Tuy nhiên có người nấu ra cùng điều kiện như nhau hết, nhưng có người nấu ra cái món như thế nào, cái nồi canh vô cùng ngon, à, tuy nhiên cũng cùng nó như vậy, nhưng mà có người nấu ra cái nồi canh dở ẹt, à, cái nghệ thuật đó là cái nghệ thuật phối hợp các gì ạ, cái chất liệu làm cho mọi thứ nó ngon, ok chưa? Và nó cũng đúng như trong gì ạ, trong kinh doanh luôn, ok chưa? Nếu các bạn nào có kiến thức về marketing, và mình hay nói là nghệ thuật 7B, đúng không? Có kiến thức về marketing, hồi nào mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó, 7B. Bạn nào mà học marketing mix là các bạn biết 7B. B thứ nhất là gì các bạn nhớ không? Bây giờ thử ôn lại chút xíu đi, rồi hồi nào mình sẽ nói sâu về cái chủ đề đó. B thứ nhất là gì các bạn nhớ không? B thứ nhất là người ta nói họ là gì, product đó, là sản phẩm, ok chưa? À, cái B thứ hai là gì các bạn không? Cái B thứ hai là price, ok, giá, yeah, ok. Cái B thứ ba là gì, promotion, ok, là khuyến mãi, quảng cáo, chiêu thị, ok. Cái B thứ tư là gì các bạn? Là play, là nơi, chốn, vị trí, ok chưa? À, cái B thứ năm là gì? Là bao bì, là packing. Ở cái B thứ sáu là gì? Position, là vị trí. À, cái không không, cái sự định vị, định vị trong đầu của khách hàng, ok. Và cái B thứ bảy là people, là con người, ok, là nghệ thuật 7B. Ai ra làm kinh doanh thì chúng ta cũng có 7 cái B đó hết, 7 cái B đó. Tuy nhiên cái nghệ thuật chúng ta, để chúng ta xào nấu và chúng ta sử dụng cái chất liệu 7B đó trong kinh doanh để làm sao chúng ta kinh doanh thắng, chúng ta có rất nhiều khách hàng, đó là một nghệ thuật rất là tuyệt vời. Bạn hình dung ra điều này chưa? À, chào bạn Kỳ Nguyễn, ok. Chào bạn Kỳ Nguyễn, ok. Chào bạn Phước, ok. À, sao các bạn lại không comment xuống? Ít người comment quá nha. Các bạn comment xuống và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Mình càng thấy các bạn comment nhiều thì mình càng máu lửa, ok chưa? Và mình càng máu lửa thì mình lại chia sẻ nó nhiều hơn. À, vậy thì vừa rồi mình nói cái nghệ thuật nấu ăn đúng không? Hoặc là mình nói cái nghệ thuật làm một cái nồi canh đúng không? À, cũng như là cái nghệ thuật gì, nghệ thuật 7B trong marketing mix đúng không? À, tất cả những cái công thức đó nó gần như là như nhau, ok chưa? Đó. Và nếu chúng ta biết cách gì, sao em chia sẻ không được? Được, em bấm vào nút chia sẻ, em bấm là được liền, ok chưa? Và chúng ta biết cách phối hợp nghệ thuật những cái này thì nó luôn vô cùng hiệu quả. À, còn à, và cái sự thành công của nồi canh ngon ở đây đó là cái nghệ thuật, ok chưa? À, và cái cách phối hợp 7B cũng như cái cách gì, cái cách chúng ta nấu một cái nồi canh ngon vậy á, cùng gia vị, cùng chất liệu như nhau, nó là nó giúp cho chúng ta học được gì, học được tư duy hệ thống, ok chưa? Học được tư duy lên kế hoạch, học tư duy nghệ thuật phối hợp, thêm gia vị mắm muối như thế nào thì tự nhiên chúng ta có một cái bữa ăn ngon. Và chúng ta phối hợp 7B thì nó giúp cho chúng ta nó như thế nào, chúng ta có cái cách làm sao kinh doanh để nó hiệu quả. À, bạn nhận ra cái điều này chưa? 7B phở, 7B phở em, chứ không phải B bò, ok chưa? 7B phở nó nói tắt của từ tiếng Anh đó. À, ok chưa? Cần phải học lại 7B thôi, đúng rồi. Bạn nào là dân marketing thì các bạn phải tìm hiểu về 7B. Và hôm nào mình sẽ chia sẻ sâu hơn về 7B. Các bạn có sẵn sàng muốn mình chia sẻ sâu về 7B không? Thì các bạn comment xuống, bạn nói là hôm nào chia sẻ về chủ đề marketing 7B, ghi vô số đi. Thì hôm nào mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó, mình sẽ phân tích cái chủ đề đó cho các bạn biết, ok chưa? Các bạn ghi vô thì mình mới biết nhu cầu của các bạn chứ. Nhiều bạn yêu cầu thì mình sẽ chia sẻ, còn mà ít bạn như yêu cầu quá thì mình không có chia sẻ, ok không các bạn ơi? À, và bạn nào mà như thế nào, à, bạn nào mà hồi nãy giờ học được cái điều nào hay thì các bạn hãy comment xuống và các bạn nói là những cái bài học này nó rất là hay, nó rất là tuyệt vời. Và bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream mình thì các bạn chia sẻ đi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng comment xuống để các bạn làm quen với mình, mình sẽ làm quen với các bạn, ok chưa? À, và hồi nãy giờ mình đã đến bước thứ mấy rồi, đến bước thứ mấy rồi các bạn ơi? Hồi nãy giờ mình nói liên tục mình quên rồi, mình không biết đến cái bước thứ mấy rồi,
Ok chưa? À, hôm nay chia sẻ về marketing 7B, ok chưa? Marketing 7B thì thực sự mà nói đó là marketing dành cho doanh nghiệp lớn. À, mà nếu mà doanh nghiệp nhỏ mà chưa khởi nghiệp mà nghe 7B nhiều á là các bạn rối luôn. Ok chưa? À, có bạn nào đó ghi ra rất là tuyệt vời nè. À, mình sẽ cảm ơn các bạn nào đây. Đó từ 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 để mình tìm, có một cái bạn nào đó ghi. À, bạn Nguyễn Duy Hưng. Product, price, promotion, play, position, person. Ok, bạn còn thiếu một B nữa là packing, bao bì đóng gói, bạn Nguyễn Duy Hưng ơi. À, các bạn cảm ơn bạn Nguyễn Duy Hưng đi. Các bạn comment xuống cảm ơn bạn Nguyễn Duy Hưng. Bạn Nguyễn Duy Hưng đã ghi rất là rõ ràng. À, các bạn comment xuống và các bạn nói là cảm ơn bạn Nguyễn Duy Hưng. Bạn Nguyễn Duy Hưng đã giúp cho chúng ta ghi. Các bạn lên các bạn coi cái comment của bạn Nguyễn Duy Hưng đó. À, bạn ghi ra rất là rõ ràng đó. Ok chưa? Comment xuống nói cảm ơn bạn Nguyễn Duy Hưng. Bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, con rất mong làm quen với tay. Ok, chào bạn Long Cao. Thì bạn comment như vậy là bạn đã làm quen với mình rồi. Ok chưa? Chúng ta đã đến bước 4 rồi. Ok chưa? Và bây giờ là bước số 5. Bước số 5 các bạn ghi vô. Bước số 5. Bước A, bạn Nguyễn Xuân Trường. À, product, price, play, promotion, billboard, rồi set. No. Ok, bạn đưa mấy cái B này nó lộn xộn rồi. Cái B của 7B của mình nó là khác bạn Nguyễn Xuân Trường ơi. Ok chưa? À, bạn comment bạn Nguyễn Duy Hưng đó. Bạn Nguyễn Duy Hưng ghi rất là đúng á. Bạn chỉ còn thiếu cái backing thôi. Ok chưa? Cảm ơn bạn Nguyễn Duy Hưng đi. Bạn Duy Hưng bạn đã còn bạn Xuân Trường bạn đang đưa mấy cái triết lý khác vào rồi. Ok chưa? Nó mấy triết lý đó nó làm cho chúng ta rối thôi. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, bây giờ các bạn có sẵn sàng bước thứ 5. Ghi vào bước số 5 đi các bạn ơi. Bước số 5 là chúng ta cho phép chúng ta có những kỳ nghỉ. À, ok chưa? À, cho phép chúng ta có những kỳ nghỉ. Ok chưa? Cho phép chúng ta có những kỳ nghỉ. Những cái kỳ nghỉ nó giúp cho chúng ta bám mục tiêu bản thân mình một năm. Bạn hình dung không? Một năm là mình ít nhất mình đi du lịch 2 lần. 2 lần ở đâu? 2 lần ở nước ngoài. Ok chưa? Bạn nào mà muốn biết 7B chính xác á, các bạn xem cái comment của bạn Nguyễn Duy Hưng á. À, bạn ghi rất là chính xác đó. Ok. Các bạn cảm ơn bạn Nguyễn Duy Hưng. Ok chưa? Vâng. À, và chúng ta cần có cho mình những cái kỳ nghỉ. À, ok chưa? À, cần có cho mình những cái kỳ nghỉ. Ok chưa? À, các bạn hiểu chưa? Một năm. Hai, chào thầy Duy, hôm nay em đã dùng tiềm thức để kiếm tiền rất là tuyệt vời. Ok, lại tiềm thức nữa. Khổ ghê. Ok chưa? Mấy ông sử dụng tiềm thức này khổ ghê. Ok chưa? À, mỗi một năm thì mình đi du lịch 2 lần. Ok chưa? Vậy thì nó như thế nào ạ? À? À, mình thì mình đi du lịch 2 lần ở nước ngoài và 2 lần ở trong nước. À, và bây giờ lễ 30 tháng 4 này mình cũng lên cái hạch mà đi du lịch tiếp này. Những cái kỳ nghỉ á, những cái kỳ nghỉ nói là du lịch thì cũng không thực sự chính xác. Nhưng mà nói kỳ nghỉ thì nó chính xác hơn. Tức là chúng ta tìm một cái nơi yên nghỉ. Ví dụ như là mình nói ví dụ như là cái đợt Tết vừa rồi nè, trước Tết mấy ngày ngày Tết thì mình đi Dubai không nói nha. Trước Tết thì mình cùng chung một nhóm bạn cũng học ở trong Bi thôi mà. Và chọn cái kỳ nghỉ như thế nào à? Chọn cái kỳ nghỉ ở dưới Long Hải, cái resort Lan Rừng á. Mà tối 27 Tết á, đúng không? Mình cũng live stream như vậy nè, cùng với các bạn đó nữa. Mình nói là hội bà Tám là cuối năm á. Ok chưa? Thì cái live stream hôm đó chia sẻ rất là hay. Ok chưa? Vậy thì nó như thế nào ạ? À? À, vậy thì nó có một cái gì đặc biệt à? Vậy thì trong cái kỳ nghỉ đó, nó giúp cho chúng ta suy nghĩ lại, xả cái đầu mình ra và suy nghĩ lại và tập trung lại vào những cái gì ạ? Những cái kế hoạch và những cái mục tiêu của mình. À, mình đã làm đến đâu, mình đã đi đến đâu, mình đã làm được cái gì và trong cái hành trình đó mình đã tiến đến được tới đâu. À, các bạn chưa? À, cái gì mình làm tối ưu, cái gì mà làm cho tôi chính những cái kỳ nghỉ đó nó giúp cho các bạn lên gì ạ? Lên một cái kế hoạch mục tiêu nó rất là bài bản. À, và nó làm cho cái con người của chúng ta được refresh lại. Refresh là sao? Nó làm cho con người chúng ta được xả ra và được nạp năng lượng lại. Ok, mình thì mình có thói quen là mình hay chọn các cái kỳ nghỉ ở biển. Bởi vì biển là cái nguồn năng lượng nó rất là lớn. Các bạn nhìn cái sóng biển không? Các bạn thấy nguồn sóng biển có năng lượng nó lớn lắm. Và mình rất là thích cái nguồn năng lượng của biển đó.
Và khi mà đứng trước biển á, đón những ngọn gió ánh bình minh sáng sớm á, cái kỳ nghỉ nào mình cũng thường mà mình hay chọn biển. Và thế là sáng thì mình dậy sớm, mình chạy bộ trên biển và đón được gì à? Đón được cái ánh bình minh, nó sướng lắm các bạn ơi. Nó sướng không thể tả được. Ok chưa? Và nó refresh lại, nó làm cho con người mình tràn đầy năng lượng, và thế là mình bám vào mục tiêu nó tốt hơn, để mình thực hiện mục tiêu nó tốt hơn. Ok chưa? Vậy thì các bạn đã từng thực hiện những cái kỳ nghỉ nó như vậy chưa? Nếu các bạn đã từng thực hiện rồi thì các bạn nói là em đã từng thực hiện rồi. Còn nếu mà các bạn chưa có những cái kỳ nghỉ refresh cho bản thân mình thì các bạn nói là kỳ này phải làm thôi. Em mong muốn mua sách, mong thầy tư vấn. Bạn Hoa Hoài Trăng, ok chưa? Bạn chỉ cần cho số điện thoại, bạn comment số điện thoại hoặc là inbox cho mình số điện thoại thì ngày mai các em nó sẽ gọi cho bạn và nó sẽ giao sách trên khắp mọi miền đất nước. Ok không? Bạn Hoa Trăng ơi, ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống để các bạn làm quen với mình, rồi sau cái livestream này mình sẽ kết nối với các bạn. Đúng rồi, bạn Mạnh Quyền, tuổi thơ mình gắn liền với biển, đúng vậy. Sao rất là nhiều bạn chưa chia sẻ cái livestream này về nhà này? Bạn xem thì các bạn xem, nhưng các bạn phải nhớ gì ạ? Nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để các bạn lưu lại, để các bạn xem lại lần nữa, các bạn xem lại lần nữa. Còn nếu mà các bạn không như thế nào, không chia sẻ. Bạn Nguyễn Như Phúc, đón ánh bình minh đầu tiên ở điểm cực đông rất năng lượng thời. Đúng rồi, rất là vui. Cách đây 2 năm trước phải không Như Phúc? 3 năm chứ, 3 năm trước mình và em đồ cùng nhau đi ra điểm cực đông đúng không? Rất là tuyệt vời. Ok, đó là nó làm cho mình được refresh lại. Ok chưa? Nó là Đặng Lê Thiên, đúng rồi, nhất định phải làm điều này. Cái đó được gọi là thưởng cho mình. Mà mình càng thưởng cho mình nó như thế nào ạ? Không đi nghe mát ở biển, kỳ này em và gia đình phải đi biển thôi. Ok, mình gọi là thưởng cho mình. Ok, thưởng cho mình, mà mình càng biết thưởng cho mình, người nào mà càng biết thưởng cho mình thì người đó nó như thế nào ạ? Người đó họ càng có năng lượng tràn đầy và họ càng làm những điều nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Em đi bộ trên biển vào buổi sáng trên biển rất là tuyệt vời. Bạn luyện, bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và cái việc mà thực hiện những kỳ nghỉ đó và chúng ta ngắt thoát mình ra khỏi công việc đó, thoát mình ra khỏi email, thoát mình ra khỏi điện thoại, và đặc biệt thoát mình ra khỏi Facebook nữa, thì nó lại càng tuyệt vời nữa. Và ít nhất là 2 lần trong năm, bản thân mình thì mình nghĩ tới 4 lần trong năm, 2 lần ở trong nước và 2 lần đi nước ngoài. Ok cho gia đình mình chuẩn bị nè, đầu năm vừa rồi là đi Dubai rồi đúng không? Và bây giờ chúng tôi, gia đình mình hè này chờ Bambi nghỉ và tụi mình cũng đi châu Âu tiếp các bạn không chưa? Và tháng 7 này từ ngày 12 tháng 7 cho tới ngày 16 tháng 7 thì bản thân mình dẫn nguyên đoàn 50 bạn đi Singapore. Và cái chuyến đi Singapore thì thành định kỳ rồi. Năm nào mình cũng dẫn 50 bạn đi hết để mình luyện các bạn cái cách đi ra nước ngoài. Sao livestream hôm nay không có nút chia sẻ thầy nhỉ? Ồ, ngộ nha. Có nút chia sẻ chứ sao không có? Ok, mình thấy là có mình có hơn một, có đúng 100 bạn chia sẻ rồi mà sao không có em? Ok chưa? Vậy là em đang nhìn lộn cái chỗ nào rồi? Nó luôn có nút chia sẻ mà em ơi. Ok chưa? Vâng, và mình báo cho các bạn biết nè, năm nay nè là mình dẫn, năm ngoái thì mình dẫn tháng 5, còn năm nay mà là mình dẫn tháng 7. Và hơn như thế nào ạ? Hơn 90% những bạn mình dẫn đi là lần đầu tiên đi nước ngoài. Và cái mô hình đi nước ngoài này là mình giúp cho các bạn gì? Đúng rồi, bạn Hoài Dương vô trang của thầy chia sẻ, đúng rồi. Ok chưa? Em muốn học lớp kinh doanh của thầy. Bạn nào mà muốn học lớp kinh doanh của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống. Ngày mai sẽ có bạn gọi cho bạn. Cái lớp đầu tiên là miễn phí mà. Ok chưa? Làm thế nào để được đi Singapore với mình? Ok, rất là đơn giản. Bạn Nguyễn Bá Đạt, tham gia cái khóa học của mình. Các bạn nào tham gia cái khóa chuyên sâu thì các bạn sẽ được mình dẫn đi. Thực sự đây là một cái mô đun mà huấn luyện các bạn ở nước ngoài. Trong 5 ngày đó, từ sáng cho tới chiều, 5 ngày đó luyện liên tục. Dẫn em đi với. Bạn nào mà học viên của B-Training các lớp chuyên sâu thì gần như là được đi hết. Ok không ạ? Nó không có cái gì hết. Ok chưa? Vậy thì cái kỳ nghỉ nó sẽ giúp cho chúng ta nó như thế nào ạ? Nút thế sẽ không có nút chia sẻ, như thế sẽ không có nút chia sẻ.
À, xin thị thực khó không anh ơi? Ok à? Đi Singapore mà xin thị thực cái gì? Singapore là chỉ có gì? Chúng ta có passport là chúng ta đi thôi. À, lên mua vé máy bay đi thôi. À, không có thị thực gì hết. Ok rồi, chừng nào mà chúng ta đi nước ngoài á thì chúng ta mới có đi châu Âu á, đi các nước khác á, 10 nước Đông Nam Á thì chúng ta không có thị thực. Ok chưa? Bạn Nguyễn Bá Đạt, bạn đã học cái lớp nào của mình chưa? À, ok chưa? Bạn đang ở đâu và bạn đã học lớp nào của mình chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Cái thứ 6, trước khi nói tới cái số 6 thì mình dành một phút để mình quảng cáo về mình. Có một số bạn chưa biết mình, những bạn mới quá. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, năm nay là mình 42 tuổi, ok chưa? Mình có một vợ và một đứa con gái, ok chưa? Và mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Ok chưa? Và hiện tại, ok chưa? Mà bạn Bá Đạt, bạn mới học những cái lớp cơ bản đúng không? Mấy cái lớp cơ bản đúng không? Bạn phải học lớp nâng cao thì, ok, em mới học lớp đầu à? Em có đăng ký học lớp nâng cao rồi. Vậy thì tuần này bạn đi học đi, sáng mai là có lớp nè, đào tạo và huấn luyện nhân viên nè, bạn đi học đi. À, ok chưa? Và mình là tác giả của gì ạ? Của ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là Bì Dân Đồ Quay, cái này là bán ở nước ngoài, bán ở bên Mỹ. Cái quyển thứ hai là quyển Vượt Biển Lớn, và quyển thứ ba là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ok chưa? Và ở Việt Nam, bạn nào mà mua hai cái quyển này thì các bạn comment cho mình, gửi đến các bạn đến mà miền đất nước, và mình sẽ ép các bạn vào một cái group. Và trong cái group đó, các bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi về kinh doanh, mình sẽ chia sẻ các bạn sâu hơn về kinh doanh, cái cách làm sao chúng ta ra khởi nghiệp và cách làm sao để chúng ta khởi nghiệp thành công. Ok chưa các bạn ơi? Đúng rồi, ok chưa? Cảm ơn bạn Nguyễn Như Phúc nhiều, em vẫn còn nhớ B-Training rất là kỹ. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ tới cái bước số mấy à? Bước số mấy các bạn ơi? Bước số 6. Bước số 6 là chúng ta hãy dành thời gian đi mua sắm. Ok chưa? Có nhiều người bận đến nỗi mà không có thời gian đi mua sắm. Điều này là không tốt. Ok chưa? Em mua hai quyển. Ok, bạn Nguyễn Minh Mẫn, ok chưa? Bạn Thị Chiến, hai cuốn đó bao nhiêu tiền vậy thầy? Hai cuốn là 210k, 210.000, và giao đến nhà các bạn luôn, bao ship, free ship luôn. Ok chưa? Quá rẻ đúng không? Trên khắp mọi miền đất nước, bạn Nguyễn Hòa Thương, Vượt Biển Lớn em đọc được một nửa rồi, rất hay và ý nghĩa. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Em muốn học thầy ơi, bạn muốn học thì bạn comment số điện thoại xuống. Ok chưa? Bước thứ 6 là mua sắm. Nhiều người bận rộn đến nỗi mà không dành thời gian đi mua sắm. Chúc thầy sức khỏe, luôn nhiệt huyết cho chúng em máu lên. Ok, phải luôn luôn máu lửa lên. Ok chưa? Tối hôm nay chúng ta cam kết là chúng ta học tới 11 giờ. Ok chưa? Rồi, chúng ta phải luôn gì ạ? Phải luôn gì ạ? Phải luôn có kế hoạch đi mua sắm, hoặc là đi dành thời gian đi chơi, hoặc là dành thời gian đi ăn ha các bạn ha. Dành thời gian đi chơi, dành thời gian đi ăn. Ok chưa? Em chào thầy, em có tham gia một lớp, khi nào có cuốn bán hàng online cho em hay. Ok, tại sao em không đi học nâng cao nữa? Ok chưa? Em ở Hà Nội, em muốn mua cuốn rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, bạn Nguyễn Cảnh Vững. Ok, Vũ Đức Toàn, đi mua sắm đúng rồi. Đi mua sắm ở đây là không phải là lên trên mạng mua sắm khổ ghê. Chúng ta dành thời gian chúng ta đi trung tâm mua sắm. Và việc chúng ta đi dạo đó, chúng ta đi dạo, chúng ta xem trong siêu thị, chúng ta xem những hàng hóa. Đúng rồi, ngày mai mình có lớp bạn Nhi Đỗ ơi. Ok, ngày mai mình có lớp trainer, cái lớp đào tạo và huấn luyện nhân viên tới 2 ngày lận. Ok không, bạn Nhi Đỗ, ok chưa? Và cái việc mà chúng ta đi dạo các cái cửa hàng, cái shop mua sắm á, chúng ta thấy được các cái doanh nghiệp người ta làm ăn, nó phát triển nó như thế nào, thấy cái cách họ bài trí văn phòng, thấy cái cách họ đào, họ huấn luyện nhân viên, thấy cái cách nhân viên họ tiếp chúng ta nó như thế nào, thì nó làm cho chúng ta như nào khát khao hơn, nó làm cho chúng ta máu lửa hơn. Các bạn hiểu chưa? Nếu các bạn không dành thời gian đó thì các bạn không biết thế giới chung quanh diễn ra cái gì, và các bạn chỉ ngồi một chỗ và cái đầu của các bạn, cái suy nghĩ của các bạn, cái gì, cái tầm nhìn của các bạn nó bị giới hạn trong 4 bức tường. Cả ngày đi làm rồi, cả tuần đi làm rồi, suốt ngày ngồi trong 4 bức tường mà các bạn không chịu dành cái thời gian đi mua sắm. Đi một vòng đi mua sắm chưa chắc đã mua sắm đâu. Nhưng mà gì, nhưng mà chúng ta sẽ học được rất là nhiều thứ. Bạn hình dung chưa? Chưa chắc là chúng ta đã mua sắm thôi, mà chúng ta đi một vòng chúng ta quan sát. Ok chưa?
À, bạn đi một vòng các chợ thì bạn quan sát à người nào kinh doanh được, người nào kinh doanh không được, cái lĩnh vực gì kinh doanh tốt và cái lĩnh vực gì kinh doanh không tốt. Ok chưa? Chúng ta đi các trung tâm thương mại thì chúng ta thấy các thương hiệu người ta làm ăn nó như thế nào. Ok chưa? À, cách đây mấy ngày à, mình có dịp đi ngang một cái trung tâm thương mại và mình thấy một cái cửa hàng điện thoại à, một trong trung tâm thương mại bạn, cửa hàng điện thoại nó mở rộng lắm. Và trời ơi, điện thoại của Trung Quốc các bạn, nó có cái hiệu gì Mi gì á, nghe nó lạ quá à, mà công nhận nó làm đẹp thiệt. Trời ơi, điện thoại nào đẹp, cái mắc nhất mình nhớ là 5 triệu mấy, rồi 4 triệu mấy, rồi 3 triệu mấy của Trung Quốc đó các bạn. Trời ơi, mình thấy nó đánh vào cái điện thoại thông minh mà nó làm mẫu mã đẹp ghê gớm luôn. Và cái giá nó như vậy, ok chưa? Nó là thực sự là họ làm như vậy thì mấy cái thằng điện thoại cao cấp kia cũng mệt à. À, các bạn hiểu chưa? Và bắt đầu không phải là Simao, nó thấy có thằng Mi gì á, chứ không phải là Simao bạn. À, thì tự nhiên chúng ta học hỏi được rất là nhiều thứ, nó rất là hay. À, mình càng nhìn thì mình thấy nó rất là hay. À, không phải thằng Mi gì á, chứ không phải là Simao Mi. À, có phải Simao Mi không? Mình thấy cái chữ Mi không à? À, ok chưa? Hoặc là các bạn đi, tự nhiên các bạn thấy cái hàng cửa hàng trà sữa, các bạn thấy bán trà sữa Công Cha không? Hoặc là cái cửa hàng trà sữa Coi á, các bạn thấy không? À, nó bán một cái ly trà sữa 50.000, 40.000 mà rất là nhiều người. Ok chưa? Rất là nhiều người như thế nào ạ? À? Xếp hàng mua. Vậy cái điều gì mà họ xếp hàng mua vậy? Cái điều gì mà họ xếp hàng mua? Bạn hình dung chưa? À. Và tại sao trà sữa của chúng ta mọi người cứ để là nhà mẹ làm đôi gì đó, bán có 15-20.000 mà mọi người không mua. Ok chưa? Vậy thì tại sao nó như vậy? Nó giúp cho chúng ta mở mang cái tư duy rộng lớn hơn, tuyệt vời hơn. Ok chưa? À, bạn có nhung ra điều này chưa? Nếu mà nhung ra thì các bạn comment xuống và các bạn nói điều này nó rất là tuyệt vời, những bài học này nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy bây giờ là mình chia sẻ tới cái điều số mấy rồi? Các bạn nói cho mình nghe đi, các bạn nhắc cho mình nhớ đi. Mình chia sẻ tới cái điều số mấy rồi? À, nhắc đi, nếu mà các bạn xem, các bạn comment vào, các bạn chia sẻ như thế mấy rồi. Ok, tháng 5 em tham gia hội chợ ở Cần Thơ. Ok chưa? À, rất là tuyệt vời. Ok. À, ngày mai mình có cái lịch của bên Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố mới gửi qua cho mình, là giao thương với đất nước Bahrain, quốc vương của đất nước Bahrain. Vào đây, ngày mai mình sẽ bung lên Facebook và những cái doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh này mà có điều kiện thì chúng ta đi tham gia để chúng ta học hỏi được rất là nhiều. Rồi sau đó là giao thương với mấy ngày khác thì giao thương với Malaysia. Ok chưa? Bạn nào doanh nghiệp thì các bạn phải nên đi những cái chương trình này. Ok chưa? Ngày mai mình sẽ bung lên Facebook và mình sẽ cho các bạn thấy và kính chính chúng ta đi như vậy và chúng ta sẽ khát khao hơn. Và khi chúng ta khát khao hơn thì cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, các bạn biết không? À, chúng ta bám vào mục tiêu hơn, chúng ta cố gắng làm hơn, chúng ta hành động nhiều hơn để chúng ta không có bị mất phương hướng. Ok chưa? Những người nào mà họ không biết thưởng cho họ, họ chỉ ngồi ở nhà không thì họ rất là dễ mất phương hướng. Ok, chào bạn Thùy Dung. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, giờ này gần 11 giờ rồi mà các bạn vẫn theo dõi cái live stream này, các bạn là những người rất là tuyệt vời. Và thêm là một lần nữa mình nhắc các bạn là hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn. Các bạn hãy chia sẻ đi. Và rất là nhiều bạn chưa chia sẻ thì mình không hiểu tại sao các bạn không chia sẻ. Chia sẻ về để các bạn nhớ. Ok chưa? Chia sẻ về các bạn để các bạn xem lại. Chia sẻ về. Ok chưa? Mắc giờ ở đâu vậy thầy? Cảm ơn thầy. À, mấy giờ ở đâu vậy thầy? Ở quận 1. Ok, ngày mai có gì thì mình đưa lên Facebook và các bạn xem. Bây giờ mình nói nó như vậy thôi, ngày mai mình sẽ đưa lên Facebook. Em buồn ngủ mà ráng. Ok chưa? Bạn Nguyễn Duy Phương ngủ gì mà sớm thế? Ở Sài Gòn này mà ngủ sớm thế. Ok, rồi. Bước số 7 ghi vô. Vẫn nghe chứ? Không bỏ cuộc thầy ơi. Ok chưa? Bước số 7 ghi vô. Bước số 7 ghi vô. Bước số 7 là chúng ta dành thời gian để đi lễ. Ok chưa? Bên đạo Thiên Chúa Giáo thì dùng cái từ là đi lễ. Mà bạn nào bên đạo Phật thì chúng ta hay dùng cái từ là cũng đi lễ chùa hay đi cúng chùa gì đó. Ok chưa? Nói chung là đó là cái gì ạ? Cái chúng ta dành thời gian để gì ạ? Để đến nhà thờ. Tùy theo cái tôn giáo của mình. À, tùy theo cái tôn giáo của mình. Online khuya quá. Giờ này mà khuya gì? Ok chưa? Chúng ta là người trẻ mà, mình 40 mấy tuổi rồi mà các bạn còn nói khuya gì? Nghe thầy nói chẳng buồn ngủ thế nào? Đúng rồi. Bởi vì các bạn rất là tập trung. Ok, các bạn rất là tuyệt vời.
ông Nguyễn Duy Phương đi ngủ sớm đi, ok chưa, bây giờ này mà buồn ngủ rồi, ok chưa, rồi dành thời gian đi nhà thờ, đi lễ chùa, ok, tùy theo mỗi tôn giáo, ok chưa. Và các bạn biết là mình là người Thiên Chúa giáo mà, và mỗi lần mà mình đi lễ thì các bạn yêu đi vào nhà thờ, mình quỳ, mình cầu nguyện tôn giáo nào thì cũng hướng dẫn cho chúng ta những điều tốt thôi. Và các bạn nhớ cái giây phút á, các bạn nhớ không? Nhớ cái giây phút mà chúng ta vừa rời khỏi nhà thờ, hoặc cái giây phút chúng ta vừa rời khỏi nhà chùa, các bạn thấy cái điều gì đó tuyệt vời không? Trời ơi, trong tâm hồn của chúng ta nó fulfillment. Nó fulfillment nghĩa là sao? Nó tràn đầy. Và tâm hồn chúng ta cảm thấy nó vô cùng nhẹ nhàng, các bạn hiểu không? Nó vô cùng nhẹ nhàng, nó rất là tuyệt vời. Và nó giúp cho chúng ta soi xét lại cuộc đời của mình, nó giúp cho chúng ta suy nghĩ về những mục tiêu của mình, nó giúp cho chúng ta suy nghĩ cái việc nào nào nên làm, việc nào không nên làm, ok chưa? Nó giúp cho chúng ta tập trung cao hơn, tập trung sâu hơn và cái yếu tố tinh thần, yếu tố tâm linh. Và khi các bạn biết tập trung vào yếu tố đó thì nó đi sâu vào con người của mình, nó nhắn nhủ mình chúng ta hãy làm điều tử tế, chúng ta hãy kinh doanh đàng hoàng hơn, chúng ta hãy kinh doanh lịch sự hơn, chúng ta kinh doanh tử tế hơn, và tinh thần của chúng ta nó bình an hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và tự nhiên chúng ta lại như thế nào ạ? Chúng ta lại khát khao, nó giúp cho chúng ta điều chỉnh cái bài của mình, cái cách đi của mình, nó đi đúng hướng. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và tuyệt vời hơn nữa, và khi tâm của chúng ta nó thanh bình thì cũng là lúc mà chúng ta sáng suốt, ok chưa? Cũng là lúc mà trí tuệ của chúng ta nó phát triển, cũng là lúc mà con người của chúng ta sẽ quan sát được rất là nhiều thứ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được rất là nhiều thứ, chúng ta sẽ chạm được vào rất sâu nhiều thứ. Và mình luôn nói với các bạn rằng Thượng Đế, muốn gặp Thượng Đế thì chúng ta hãy tịnh tâm thì chúng ta mới gặp Thượng Đế. Nếu mà chúng ta manh động quá, ok, nếu mà chúng ta bận rộn quá, nếu mà chúng ta lúc nào cũng hoạt động nhiều quá thì có lẽ chúng ta rất là khó gặp được Thượng Đế, và có lẽ chúng ta rất là khó chạm vào Thượng Đế, ok chưa? Đó, chúng ta chỉ chạm vào Thượng Đế. Và khi chúng ta chạm vào Thượng Đế thì cái chuyện gì xảy ra trên cuộc đời của các bạn? Đó là những lúc mà con người của bạn cảm giác các bạn rất là nhẹ nhàng, các bạn rất là thanh cao, ok chưa? Và đó là cái lý do thứ bảy mà chúng ta cần phải gì à? Chúng ta cần phải dành thời gian như thế nào à? Dành thời gian như thế nào à? Đi lễ nhà thờ, ok chưa? Điều thứ 8, ok, các bạn có muốn mình chia sẻ tiếp điều thứ 8 chưa? Em thấy học Essence xong thì bình an hơn trước nhiều à? Ok, thì học với Essence là tìm về chính mình mà, bạn hùng ta, ok chưa? Bạn tìm về chính mình mà, bạn tìm về con người của mình mà, thì tự nhiên bạn tự thấy bình an thôi, ok chưa? Rồi, bạn có muốn mình chia sẻ, ok chưa? Nghe các cha trải nghiệm nhiều, ok, bạn có muốn mình bật mí cái chủ đề của tối thứ hai không? Tối thứ hai tuần này mình lại chia sẻ các bạn biết tiếp. Các bạn có muốn mình bật mí tới cái chủ đề thứ hai không? Ok chưa? Chúng ta còn tới 3 cái nữa rồi, mình mới chia tới cái số 7 là cái số 8, cái số 9, cái số 10. Ok, ok, nhưng tuy nhiên mình bật mí cho các bạn cái chủ đề tối thứ hai tuần rồi. Ok, tới thứ hai tuần tới nữa. Các bạn có sẵn sàng để mình bật mí cái chủ đề đó không? Nếu sẵn sàng rồi thì các bạn ghi vào 10 cộng 7 có thể đang đợi bạn phía trước. 10 cộng 7 có thể nó đang đợi bạn ở phía trước, ghi vào, ok chưa? 10 cộng 7 nó có thể đang đợi bạn ở phía trước, ghi vào, ok chưa? Ghi vào. Tối thứ hai, ok chưa? Tối thứ hai tuần tới, lúc gì ạ? Lúc 21:30, mình sẽ chia sẻ bạn chủ đề 10 cộng 7 nó có thể là đang đợi bạn ở phía trước, ok chưa? Bạn vừa rồi các bạn có thấy mấy người chơi tiền ảo mà họ bị một cái cạm bẫy và họ mất rất là nhiều tiền, ok chưa? Vậy thì làm sao để chúng ta tránh những cái cạm bẫy đó? Thì các bạn ghi vào 10 cạm bẫy có thể nó đang đợi bạn phía trước, và bạn biết 10 cái cạm bẫy này để bạn tránh đi, ok chưa? Bạn thấy điều này rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục tới cái số 8, ok chưa? Cái số 8 thì chúng ta nó như thế nào?
Cái số 8 thì chúng ta phải dành thời gian như thế nào ạ? Về thăm mồ mả ông bà. Ok chưa? Cái số 8 ghi vô, dành thời gian đi ra nghĩa địa thăm mồ mả ông bà. Ok chưa? Chính những cái giây phút đó, ok chưa? Chính những cái giây phút đó bạn trở về chính con người bạn và bạn nghĩ về ông bà, bạn nghĩ về cha mẹ, bạn nghĩ về những người đã khuất và nó làm cho con người của bạn như nào ạ? Hãy định hình lại con người của mình và chúng ta cam kết với ông bà tổ tiên, chúng ta phải làm và làm. Ok chưa? Chúng ta không chấp nhận cuộc đời của chúng ta nó như thế nào ạ? Nó làng nhàng nó như vậy được. Chúng ta phải đứng hứa với ông bà tổ tiên của chúng ta. Các bạn à, mình kể bạn một cái câu chuyện này. Cách đây mấy năm trước có một bạn đó bây giờ bạn đang có vợ, bạn ở trên Bình Dương á, nhưng mà gốc của bạn á là ở Tiền Giang. Ok chưa? Và sau khi trao đổi với mình xong, bạn mất phương hướng, bạn không có khát khao làm việc. Ok chưa? Mình mới nói rằng hình như lâu lắm rồi em chưa về thăm mồ mả ông bà đúng không? Bạn nói là dạ đúng rồi, lâu lắm rồi em chưa thăm mồ mả ông bà tổ tiên của mình. Mình mới nói rằng là vậy thì bây giờ em hãy như thế nào? Em hãy tạm thời bỏ đi, bỏ những cái công việc đó lại đi, xếp cái công việc của mình lại đi. Và em dành cái ngày đó em chạy về nhà em thăm ông bà mồ mả tổ tiên liền. Em đi thăm đi, em mua nhang về em thắp đi. Và một điều vô cùng kỳ diệu các bạn, ngày hôm đó bạn nghỉ việc liền, bạn chạy về liền, bạn chạy về Tiền Giang á, và bạn đi ra nghĩa trang, bạn thắp nhang từng ông bà của mình hết. Và các bạn biết buổi tối đó, hôm đó lên, bạn lên Sài Gòn. Ok chưa? Bạn lên Sài Gòn, bạn như thế nào à? Bạn gặp mình và bạn nói rằng là thật sự là tự nhiên em cảm giác em ấm hơn, và thật sự em biết là em cần phải làm gì hơn, và thật sự em thấy em cần phải khát khao hơn, em cần phải phấn đấu hơn, em cần phải quyết tâm hơn. Ok chưa? Và cảm giác đó, em cảm giác em yêu thương hơn. Ok chưa? Em biết yêu thương hơn, em cảm giác em biết rung động hơn. Em cảm giác em có một cái gì đó buồn ngùi trong lòng, và em thấy rằng nếu em cứ loay hoay cái công việc như hiện tại, em không cố gắng thành công, thì rõ ràng em đang có lỗi với ông bà của em, những người rất là yêu thương em, những người muốn em phải thành công hơn nữa. Ok chưa? Nên là chúng ta phải dành thời gian nó như thế nào ạ? Chúng ta về thăm mồ mả tổ tiên ông bà của mình, hãy dành thời gian để chúng ta như thế nào ạ? Cắm nhang đứng trước mồ mả ông bà của mình, và như thế nào ạ? Suy nghĩ về ông bà, suy nghĩ về cuộc đời của mình. Ok chưa? Không có tình thương yêu thì đừng nên khởi nghiệp. Ok, đúng rồi, chính xác luôn. Ok không ạ? Nên là chúng ta cần phải dành cái thời gian này, đúng không bạn Vũ Ngô ơi? Rất là vui tối nay bạn Vũ Ngô xem cái live stream này. Các bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn hãy chia sẻ live stream này về nhà bạn, bởi vì nó rất là hữu ích đối với các bạn. Mình nói rồi, ok chưa? Hãy chia sẻ cái live stream này. Nhiều bạn chưa chia sẻ, mình thấy mới có 116 người chia sẻ. Rất nhiều bạn chưa chia sẻ. Đó là đúng rồi, bạn Lai Tiên Phạm ơi, đó là chúng ta đang giúp cho chúng ta có những cái giá trị tâm linh trong chính cái con người của mình. Muốn khi không muốn thì con người của chúng ta cũng chi phối bởi những cái giá trị tâm linh, mà chúng ta phải hiểu ra được cái vấn đề đó để chúng ta vận hành trong con người của mình, thì lúc đó chúng ta mới thành công được, và chúng ta thành công một cách rất là mỹ mãn được. Ok chưa? Những người thành công là những người họ luôn nhớ đến ông bà của họ, họ biết về, họ xây dựng mồ mả ông bà của họ, chứ không phải họ cứ lao ra làm. Nhưng mà chúng ta phải đúng nguyên lý, chúng ta không có phải là người mà mù quáng đâu, chúng ta không có nên tin nó như vậy. Ok chưa? Chúng ta phải hiểu ra được những giá trị tâm linh. Và các bạn thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời. Comment xuống, các bạn nói là các bạn học hỏi được rất là nhiều điều, các bạn comment xuống. Các bạn không comment xuống thì mình thấy nó không có vui. Kỹ năng này quả thực sẽ góp phần tích cực vào đạo đức và kinh doanh. Ok, đúng rồi bạn Phú Lâm ơi. Và tiếp theo, số 9, chúng ta nên dành thời gian quay lại mái nhà xưa, mái trường xưa, kết nối với người chết để sống tốt hơn ạ. Ok, chính xác luôn bạn Nguyễn Kiên Giang ơi. Ok chưa? Chúng ta phải dành thời gian để quay lại mái nhà xưa, trường xưa, những bạn bè ấu thơ xưa. Ok, nó giúp cho những cái ớt từ xa xưa
Okay. Nó trỗi về lại với chúng ta, và thế là nó làm cho chúng ta nó như thế nào ạ? Nó tràn đầy luôn. Ok chưa? Day of the death. Ok chưa? Ngày của sự chết. Ok. Nó không phải ghê gớm như vậy đâu. Tuy nhiên, ok chưa? Nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ về những ông bà tổ tiên của chúng ta. Thì chúng ta nó như thế nào ạ? À, thông báo trúng giải, em muốn hỏi thầy tình hình sau ở Việt Nam hiện nay thì thầy cực kỳ hỗn loạn và ngày ok. À, mình không thấy hỗn loạn cái gì hết, và mình thấy xã hội Việt Nam của chúng ta hiện tại nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn nhìn thấy hỗn loạn thì bạn sẽ thấy hỗn loạn. Bên trong bạn hỗn loạn thì bạn nhìn đâu bạn cũng thấy hỗn loạn. Bên trong bạn có vấn đề thì bạn nhìn ai bạn cũng thấy có vấn đề. Bên trong bạn không hạnh phúc, bạn nhìn đâu bạn cũng không thấy hạnh phúc. Bên trong bạn an bình, bạn nhìn đâu bạn cũng thấy an bình. Bên trong bạn vui, bạn nhìn đâu bạn cũng thấy vui. Nôm na nó là như vậy. Bạn nhìn cái gì, bạn thấy cái gì thì nó đang phản ánh phía bên trong con người của bạn thôi. Ok chưa? À, bạn hình dung ra điều này chưa? À, vậy thì chúng ta về thăm lại bạn cũ, về thăm lại trường xưa, về thăm lại mấy làng xưa, về thăm lại nơi... quê hương của ta. Hãy dành những cái thời gian đó, hãy dành những thời gian vào đó. Bạn sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ làm cho bạn như thế nào ạ? Nó sẽ làm cho bạn lớn hơn. Bởi vì bạn thấy được hình ảnh của bạn khi nhỏ, bạn trở về tuổi thơ khi nhỏ, thì nó làm cho chúng ta định hình được cái con người của chúng ta. Nó làm cho chúng ta như thế nào ạ? Định hướng được, khát khao hơn, đi về phía trước tốt hơn. À, bạn hình dung chưa? Chứ còn không là chúng ta cứ mãi mãi làm lao ra phía trước, và chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta không gì ạ? Không nhớ gì quá khứ, không nhớ, thì tự nhiên chúng ta mất đi cái cảm hứng làm việc, mất đi cái nguồn năng lượng làm việc, và đôi khi chúng ta không biết chúng ta làm việc cái gì. Và rất là nhiều người họ mất đi cái nguồn năng lượng đó, nên là họ bị rớt đi mục tiêu và họ làm tầm bậy. Ok chưa? Họ làm tầm bậy. Các bạn, rất là nhiều người làm tầm bậy. Mình ví dụ đi, nhiều người họ thành công mà họ làm rất là tầm bậy. Mình nghĩ là họ đâu có thiếu tiền đâu, nhưng mà họ làm tầm bậy. Ví dụ như các bạn thấy vừa rồi một số cái vụ án không ạ? Đặc biệt là cái vụ án ngân hàng xây dựng á, các bạn làm ra điều này chưa? Ông đó ông tiền rất là nhiều, ông quá nhiều tiền, nhưng mà nhiều lúc ông mất đi cái phương hướng và ông làm tà bại. Bạn hình dung chưa? Ông đâu có đói đâu, ông đâu có khổ đâu, ông giàu quá giàu mà, ông giàu lắm. Tự nhiên ông làm tà bại. Ok chưa? Hoặc là vừa rồi cái vụ án mà các bạn thấy bắt hai ông tướng công an của mình đó, trừ đã làm tới cấp tướng rồi thì các bạn thấy tiền họ nhiều lắm, họ lãnh lương không, người ta tặng hoa, tặng quà, tặng cáp cho ông đó, ông ăn còn không hết. À, ok chưa? Bạn gì đó đúng với sai gì các bạn ơi, cần gì đúng với sai. Ok chưa? Cuộc sống đang rất là tốt. Đúng sai cái gì ở đây mà đúng sai, ai mà phán xét đúng với sai. Ok chưa? Nên cái con mắt bạn có vấn đề, tại bạn nhìn bạn có vấn đề thôi. Ok chưa? À, nó là ở đây là chia sẻ về ấy, và không có nói về những cái việc chính trị ở đây. Ok chưa? Ở đây là nơi mà chia sẻ những cái điều mà mỗi cá nhân cần phải phát triển. Ok chưa? Ở đây không có đúng với sai vậy đó. Ok chưa? Cái gì nó hiệu quả thì làm, không hiệu quả thì thôi. Hằng ngày lo đi kiếm tiền đi mà sống, cứ lo nói mấy tới chuyện chính trị. Ok chưa? Thầy ơi, giữa việc tăng doanh số nhờ chạy theo thị hiếu đang thịnh hành với việc tăng doanh số chậm. Ok, tăng số chưa chậm nhưng làm cách mới, cách khác để khai thác thì thầy nghĩ như thế nào? Ok chưa? Chủ đề nào đâu có nói về kinh doanh đâu. Và cái bạn mặc tới nhăn này sao bữa nay đi hỏi những cái câu mà nó non thế? Ok chưa? Em phải biết là em muốn cái gì chứ. Tại sao em lại đi chạy ở bên ngoài kia? Em phải biết là em đi như cái thế nào thì em phù hợp chứ. Ok chưa? Tại sao đi hỏi những câu lòng vòng vậy? Rõ ràng em đang mất phương hướng. Ok. Mà kinh doanh mất phương hướng thì làm sao mà kinh doanh? Ok chưa? Dĩ nhiên có những người mà họ đang xem cái live stream này, họ cố tình kéo các bạn về cái việc chính trị á. Nhưng mà những cái con người đó chút xíu nữa thì mình ban nít hết. Tại vì sao ạ? Làm ăn không lo làm ăn, sống lo sống đi. Làm chính trị thì cái chuyện để người khác lo. Đi đó lòng vòng.
ok chưa? À, đi làm chính trị, bạn đi, bạn nào muốn làm chính trị giỏi thì đi làm chính trị đi, không đi làm chính trị đi comment vòng vòng, ok chưa? Rồi cái số 10, hãy luôn luôn tập trung làm việc và tiến về phía trước, ghi điều số 10 ghi vào. Hãy luôn luôn làm việc và tập trung tiến về phía trước. Hãy luôn luôn làm việc và tập trung tiến về phía trước. Ok chưa? Ghi vào. Hãy luôn luôn làm việc và tập trung tiến về phía trước. À, ghi vào. Tức là chúng ta hãy luôn luôn đóng góp mỗi hành động nhỏ mỗi ngày để cho chính cuộc sống của bạn tốt hơn, chính cuộc sống của những người chung quanh tốt hơn. Ok chưa? À, ha ha, thầy nói vui quá. Ok, không biết bạn Võ Anh vui chỗ nào, bạn Võ Anh nhỉ? Bạn nói đi, vui chỗ nào, mình lúc nào cũng vui vậy á. Ok chưa? À, cứ thế thôi, chúng ta cứ làm đi, đi về phía trước, luôn luôn đi về phía trước. À, các bạn hiểu chưa? À, đừng có gì à? À, đừng có gì à? Đừng có nhìn như thế nào à? Nhìn nghiêng, nhìn ngó, bị những người khác chi phối. Chúng ta hãy biết cái cuộc đời của chúng ta, hãy làm những việc gì tốt và chúng ta cứ từng bước tiến về phía trước, mỗi cái hành động nhỏ một, mỗi cái động tác một, mỗi cái công việc một, tiến về phía trước là chúng ta sẽ tốt hơn. À, bạn hiểu chưa? Hãy kiểm soát cái suy nghĩ, cái hành vi của mình và luôn tiến về phía trước để chúng ta đạt được mục tiêu tốt hơn. À, đôi khi chúng ta cũng nhục chí, nhưng mà chúng ta như thế nào à? Anh Lợi còn làm bên B không thầy? Anh Lợi nào nhỉ? Ok, tự nhiên à, Lợi, Phan Ngọc Lợi lâu rồi, Phan Ngọc Lợi lâu rồi em. À, Phan Ngọc Lợi nghỉ làm lâu rồi, ok chưa? Đó, luôn tập trung vào công việc và tiến về phía trước thì chúng ta mới tốt được. Và không cần tiến nhanh đâu, mỗi ngày chúng ta tiến từng bước nhỏ thôi, từng cái công việc nhỏ thôi. À, và làm sao làm chúng ta thấy cái cuộc sống chúng ta nó an bình, nó thảnh thơi và nó ý nghĩa, như vậy là tuyệt vời rồi. Đó là mình chia sẻ cho bạn 10 cách để chúng ta luôn tập trung vào mục tiêu của mình để chúng ta không cứ bị lạc hướng, ok chưa? Và một cái điều cuối cùng, thưởng cho các bạn cái điều cuối cùng là luôn tránh những cái cạm bẫy bất ngờ, luôn tránh những cạm bẫy mà ghi vào, luôn tránh những cạm bẫy bất ngờ, ok chưa? Luôn tránh những cạm bẫy bất ngờ ghi vào. Các bạn thấy không, như hồi nãy cái bạn gì bạn comment đó, chúng ta đang chia sẻ, cái group chúng ta đang chia sẻ một con mà bạn muốn kéo chúng ta vào bàn cái chuyện chính trị, đó là người ta gọi là những cạm bẫy bất ngờ, bạn hình dung chưa? Và chính những người họ tỉnh vui là thầy luôn bình luận thẳng mỗi câu nói của người comment và giọng thầy rất là bình dân. Ok, cảm ơn bạn Võ Anh rất là nhiều, cảm ơn em rất là nhiều, ok chưa? Luôn tránh những cái cạm bẫy bất ngờ. À, ví dụ như hồi nãy mà có cái bạn đó, bạn đâu có dám ghi rõ họ tên của bạn đâu, bạn thấy không? À, bạn đâu có dám để avatar rõ ràng đâu, ok chưa? Bạn muốn kéo anh em của chúng ta vào gì à? Vào nói cái chuyện chính trị ABC này kia, đó là những cạm bẫy bất ngờ. Chúng ta không khéo thì chúng ta bị những cái con người đó, họ dẫn dòng chúng ta rớt vào những cái cạm bẫy bất ngờ. Chúng ta phải luôn bình tĩnh với những cái điều, đừng cứ bị mọi thứ xung quanh nó chi phối. À, các bạn vô nó là cái đầu chúng ta cần phải tỉnh, ok chưa? Phải luôn hiểu mình biết gì, hãy luôn muốn mình biết gì. Đôi khi có những người sa ngã bởi những cái cạm bẫy rất là bất ngờ. Mình ví dụ đúng không, những cái vụ án vừa rồi các bạn không, làm tới cấp tướng rồi mà bị sa ngã, bảo kê cho cái người gì, cho cái người đánh bài đánh bạc, các bạn thấy chưa? Tức là đi một hồi mất phương hướng. À, các bạn ơi, luôn đi một lồi mất phương hướng. Hoặc là những cái người mà vừa rồi mà các bạn thấy không, đi đánh tiền ảo đó, họ tham tiền đến nỗi mà họ tổ chức ra một cái bài đó, họ dân bẫy đó, họ lấy tiền người khác, đúng không? Rồi bây giờ các bạn thấy chưa, ít bữa rồi điều tra rồi bị bắt, rồi lên pháp luật. Tức là đôi khi lòng tham của chúng ta nó nổi lên, đôi khi cái sự sân si của chúng ta nó nổi lên, đôi khi cái sự ham hố chúng ta nó nổi lên, đôi khi cái tôi của chúng ta nó nổi lên, và chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta bị rơi vào những cái cạm bẫy nó vô cùng bất ngờ. À, các bạn ơi, chưa, nó là hãy luôn luôn bình tĩnh,
và luôn hỏi mình, ok chưa? Hãy tránh đi những cái cạm bẫy mà các bạn thấy không? Tội nghiệp không? Có những người, con người các bạn biết họ họ té một cái mà mình nghĩ nó đau, làm đến tới cấp tướng rồi mà còn đi bảo kê bài bạc, thực sự đâu có thiếu ăn đâu các bạn, hình dung ra điều này chưa? Thiếu ăn là không thiếu đâu. Họ cứ làm đàng hoàng tử tế là họ giàu thôi. Nhưng mà chừng cuối cùng họ bị những cạm bẫy và thế là họ tiêu cái cuộc đời của họ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là chúng ta phải luôn tránh những cạm bẫy bất ngờ. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok chưa? Ok chưa? Không phải là chính trị. Ok. Bạn đừng có nói như thế nào đừng có nói nữa. Nhìn cái nick Facebook của bạn là thấy là bạn như thế nào bạn không đàng hoàng rồi. Ok chưa? Những người mà đó là những cái cạm bẫy bất ngờ, các bạn thấy không thông báo trúng giải nè. Ok, nhìn thấy cái Facebook là biết là có vấn đề rồi các bạn ơi. Nó là như thế nào chút xíu nữa là bạn như thế nào Ok chưa? Các bạn tránh cái bạn đó đi nhá. Ok chưa? Và chúng ta chúc mọi người ngủ ngon. Một buổi tối ngủ rất là ngon. Ok chưa? Và bây giờ các bạn nào chưa chia sẻ live stream này thì các bạn hãy chia sẻ live stream này về và lưu lại đi. Bạn nào chưa mua sách của mình thì các bạn hãy mua sách của mình. Ok chưa? Sách của mình nó như thế nào Nó sẽ có mặt trên các cái nhà sách không nói, nhưng mà bây giờ các bạn mà như thế nào các bạn comment cho mình các bạn mua sách thì sách sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước thông qua cái hệ thống chuyển phát của bưu điện. Ok chưa? Hai quyển này thì có 210k thôi. Bonus luôn cái phí ship cho các bạn để các bạn có cái quyển sách này, và sau đó mình add các bạn vào trong một cái group. Ok chưa? Một cái group mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh. Ok chưa các bạn ơi? Và hãy mua và đọc hai cái quyển sách của mình chỉ nói về kinh doanh thôi. Ok chưa? Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giúp các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Còn cái ông thông báo giải kia, ông muốn nói về chính trị hay ông muốn nhìn cái góc nhìn khác thì ông hãy đi chỗ khác ông nói. Ông vô cái chỗ này ông nói thì không trúng chỗ rồi. Ok chưa? Để cái nick như vậy là biết là thấy có vấn đề rồi. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Và nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Bye bye các bạn nhiều. Thứ hai chúng ta gặp lại nhé. Bye bye các bạn.